Hàn Quốc xin đăng cai ASEAN Cup 2023 thay Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, chuẩn bị gửi đơn cho AFC để có thể trở thành chủ nhà của ASEAN Cup 2023. Theo Yonhap, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, quyết định gia hạn thời gian nộp hồ sơ xin đăng cai ASEAN Cup 2023 từ ngày 31 tháng 8 chuyển sang. Ngày 15 tháng 9, AFC cũng đã thông báo với KFA về việc này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết KFA đã gửi hồ sơ chính thức bao gồm các hợp đồng sử dụng sân thi đấu, sân tập cho AFC. Tuy nhiên sau khi được gia hạn thời gian, KFA sẽ chuẩn bị thêm và gửi vào đúng ngày 15 tháng 9. Việc xin đăng cai ASEAN Cup 2023 của KFA được chính phủ Hàn Quốc bảo trợ. ASEAN Cup là sự kiện quốc tế rất quan trọng. Chúng tôi sẽ làm việc với KFA và chính quyền địa phương của các thành phố tham gia đăng cai trong quá trình kiểm tra của AFC, một đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chia sẻ. AFC sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất của các ứng viên vào tháng 9 đến ngày 17 tháng 10. Chủ nhà của ASEAN Cup 2023 sẽ được công bố chính thức sau một cuộc họp của ban điều hành. Ngoài Hàn Quốc, các quốc gia khác xin đăng cai giải đấu này là Australia, Indonesia và Qatar. Cả bốn quốc gia này đều mới một lần tổ chức ASEAN Cup. Hàn Quốc, Qatar, Australia lần lượt đăng cai vào các năm 1960, 2011 và 2015. Trong khi đó, Indonesia là đồng chủ nhà ASEAN Cup 2007 cùng Việt Nam, Thái Lan. Các đối thủ cạnh tranh của Hàn Quốc đang có lợi thế khi đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất. Australia chuẩn bị tổ chức World Cup nữ 2023, Indonesia là chủ nhà của U20 World Cup 2023, còn Qatar đăng cai World Cup 2022. Tháng 5 năm 2019, Trung Quốc được AFC chỉ định trở thành chủ nhà ASEAN Cup 2023. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, quốc gia này đã từ bỏ quyền đăng cai.